Chào quý vị và bà con. Hiện tại mưa rông kèm theo gió giật mạnh xuất hiện ở nhiều vùng biển. Nhìn trên ảnh mây vệ tinh thì có thể thấy là những đám mây đối lưu màu vàng cam bao phủ và chút mưa xuống khắp từ ven bờ ra tới ngoài khơi xa. Dự báo khu vực giữa và Nam Biển Đông, vùng biển từ Quảng Trị trở vào đến Cà Mau, Cà Mau Kiên Giang có mưa rào và rông mạnh. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, đến cấp 8, đề phòng độ cao sóng có lúc trên 2m50. Với vùng biển, từ Bình Thuận trở vào đến Cà Mau, ra ngoài khơi Nam Biển Đông, bao gồm cả vùng biển của quần đảo Trường Sa, có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, độ cao sóng từ 1m50 đến 3m. Với vùng biển Vịnh Bắc Bộ và huyện đảo Hoàng Sa, dự báo chiều nay thời tiết ổn định, có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa, trên 10 km, gió nam đến đông nam cấp 4 đến cấp 5, sóng cao từ 1 đến 2 m. Gió sẽ giảm dần, mưa tăng trong 2 đến 3 ngày tới. Còn đất liền trung bộ chiều nay tiếp tục nắng nóng, từ Thanh Hóa trở vào đến Thừa Thiên Huế có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ phổ biến từ 36 đến 39 độ C, có nơi trên 39 độ C. Còn khu vực Đà Nẵng trở vào đến Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 37 độ C, có nơi trên 37 độ C. Từ ngày 23 tháng 6 thì nắng nóng ở khu vực Trung Bộ có khả năng sẽ giảm dần. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Chúng tôi sẽ liên tục mang đến những thông tin thời tiết đáng chú ý trong các bản tin tiếp theo.